Vợ chồng Tâm Phát TV xin kính chào tất cả quý bà con. Cảm ơn quý bà con cô bác mình đã quay trở lại với kênh của vợ chồng em. Tiếp tục với câu chuyện nhà của chị Loan. Trời đất ơi, tao nói tin này nó còn giật cái cọng gân chân luôn. Ừ, hôm bữa là giật gân tay đúng không? Bây giờ tới gân chân. Giật hết luôn hả? Ngay bây giờ em sẽ đọc cái bài viết chấn động cho quý bà con mình nha. Một cái bài viết mà ở trên các cái nền tảng cộng đồng yêu thương chị Loan mới vừa chia sẻ như vậy. Nghe nha. Chúng ta không lạ gì khi mà thời trai trẻ của chú Vũ Linh có nhiều người phụ nữ yêu thương. Đó, nhưng thật sự là sốc khi mà ba cái tên sau đây đã từng muốn làm mợ năm của đứa cháu gái khác họ. Ôi, bây giờ mình chơi trò chơi đi. Rồi. Bây giờ tôi đố bà nè. Đó. Cái người đầu tiên mà khoái cậu năm là ai? Người đầu tiên. Rồi mình phân tích từ từ nha quý bà con. Chắc là bà soạn giả soạn thiệt. Soạn biết hay hả? Thấy bà cũng bình thường mến này kia rồi đó. Trời đất ơi, vậy còn gì hấp dẫn ta? Mà đúng rồi quý bà con. Chính xác. Rồi. Đó là cái bà soạn giả. Rồi giờ tôi đố bà người thứ hai là ai? Người thứ hai bữa hỏi mình Nhi cũng nghe đồn. Là bà hoặc xèo cô Tích Xì Tin hay năm sáu cánh gì đó. Ủa sao bà biết hay vậy hả? Sao biết? Cái, từ từ nha, rồi xong rồi em sẽ đưa ra những cái bằng chứng để quý bà con cô bác mình sẽ thuyết phục ngay. Rồi giờ người cuối cùng là ai nè? Người cuối cùng, người mà được chăm sóc cậu, thân cận với cậu chứ là Kim Si Ho, người mà muốn được làm mẹ nuôi của chị Hồng Loan. Đó là câu trả lời chính xác. Thôi rồi, ôi thấy ghê quý bà con, đúng vậy. Thì cái bài viết này chỉ ra ba cái người mà em chắc quý bà con cô bác mình cũng đang thắc mắc là tại sao cái danh sách này lại có bà khọt xèo cô Tế Sĩ Thiên và trợ lý Kim Si Ho. Thì bây giờ mà em và quý bà con mình, và em sẽ đưa ra cho quý bà con mình nhiều cái bằng chứng để quý bà con mình sẽ thấy được á, bà khọt xèo cho tới cái chị trợ lý Kim Lô Tô khoái cậu năm. Bây giờ đầu tiên á, thì mình hãy nói về bà soạn giả mặt mâm đi. Thì quý bà con cô bác mình chỉ nhìn qua chúng ta cũng đủ hiểu rồi. Cái tướng bà đó mê không mê cậu năm chặt đầu tôi. Trời đất ơi. Trời ơi, thời trẻ cậu năm. Trời ơi, rất là một người rất chứ là, gì nữa. Rất là điện ảnh luôn á. Đúng điện ảnh thiệt. Cinematic. Kiểu là Hồng Kông luôn á. Ừ, ông giống như tụi mình nhìn mình nó không phải quá chứ ông già quá trang kiểu như Hứa Văn Cường bên Thượng Hải. Nó đẹp một cách lịch lãm. Đúng rồi. Mình không phải mình dùng những cái từ mà có cánh mà cái đó là nói hồi thật xưa, đó quý bà xưa, con. Hồi xưa cái đó kiểu photo copy như bây giờ. Hình ảnh chân thật luôn. Đúng rồi. Có máy quay phim chân thật. Lấy cái vạn người mê luôn. Rồi cái bà mà soạn giả đó thì quý bà con mình cũng biết rồi, ví dụ giờ bà có khoái cậu năm nói chung á là cũng ok Barbie đi. Tại vì đâu bà có họ hàng gì đúng không? Đó, mà bây giờ mình tới cái bà khọt xèo cô Tế Sĩ Tin nè. Đã có rất là nhiều các cái thông tin đồn là ngày xưa đó bà kêu bằng bà khọt xèo cô Tế Sĩ Tin siêu mỏng 80 cánh. Ngày xưa kiểu như chưa quen ông bảy xì báo, khoái cậu năm dữ lắm. Và khi á mà đã kêu bằng hốt được ông bãi. Cộng đồng mạng bây giờ người ta đào lại một cái đoạn video. Không biết bà có coi chưa? Chưa chắc chưa. Cái đoạn video đó là quay lại cái cảnh cậu năm đang thu âm chung với bà khọt xèo cô Tế Sĩ Tin. Thu âm mà hát cái kiểu mà tuồng cải lương á. Trời đất ơi, cậu năm gầy, cậu năm la nha. Nhưng cộng đồng mạng người ta bấm dừng cái màn hình, người ta chụp ngay cái khúc mà cái cặp mắt của bà khọt xèo nhìn kiểu vậy nè. Nhìn mà quý bà con mình thử nghĩ đi. Khi mà chúng ta có nhìn tận sâu vô cái ánh mắt bà ta. Tôi nói là yêu chứ không có mà sợ đâu. Nhưng đây. Mà đê mê ấy phải. Đúng vậy. Đê mê ấy phải. Ồ, cái cảm giác nó khó tả lắm, không tin quý bà con mình tìm ở trên cộng đồng giùm mà em. Mà hẳn ra bây giờ cậu sáng suốt cậu không chọn được mấy người này. Tại vì thứ nhất cái bà soạn giả thành thiệt là cái giả tạo rồi đúng không? Ừ. Còn cái bà cô Tế Sĩ Tin gì thì nói chung là ở dơ, không có hợp gu của cậu. Đúng không? Quý bà con mình nhớ cái lúc mà cậu năm ngồi ông nhậu không? Ngồi ở ngoài hình như ngoài đường á, trước nhà cậu, trước nhà số 5. Cậu năm ông nói một câu nè. Ủa cái bà soạn giả bên Mỹ cái mặt mâm gì nè. Ông diễn tả đó quý bà con mình nhớ không? Cái mặt như cái bánh bao, cái mặt mâm gì nè. Mọi ai mà thiệt á. Và cái bà cô Tết này em nói thật với quý bà con, không ít cũng nhiều chúng ta nhìn thấy được á, bà mê cậu năm. Mê cậu năm chứ không phải mê ông bảy. Trời đất ơi, kiểu như quả quá rồi, giờ không có cậu năm giờ thế cậu bảy. Cái kiểu như vậy. Mà vậy như muốn tiếp cận cậu đó. Năm thì phải tiếp cận cậu bảy để mà có chính cơ hội tiếp cận đó. Cậu năm hay kiểu cái chuyện vậy này em nói thật với quý bà con, không phải chuyện nhà của cậu năm mà có đâu. Ở ngoài xã hội nó nhiều dữ lắm. Cái kiểu mà khoái người anh mà hốt anh được, ở đâu hốt em.
hút em xong rồi bắt đầu về cái đầu hút anh luôn. Mà dễ dâu gì tao đó, cậu Năm cái kiểu như bà cột xèo thì xin lỗi luôn, nói thật với quý bà con. Không có vé đâu. Không có vé. Không có vé mà ở giữ xe luôn. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình dẹp bà cột xèo qua bên. Rồi. Mình cùng nhau phân tích về cái chị mà đáng nghi ngờ nhất. Cái bà tợ ní Kim Si Ho. Em hỏi quý bà con mình dạng vậy. Nếu á mà chút em sẽ nói cái vụ mà cái đoạn video này cho quý bà con mình nghe. Rồi. Quý bà con mình có để ý không? Sao? Con tợ ní Kim Si Ho rất là nhiều lần khi mà nó tham gia mấy cái kiểu như sinh nhật nè, rồi những cái chương trình gì mà do bên bún bò tổ chức á, nó đều lên nó hát cái bài gì cao quá đời khi con vừa trong nôi, đúng không có khóc luôn á, khóc luôn mà bài. Bây giờ nè cái bài hát đó nó mang cái tính chất giữa cậu cháu đúng không, rồi. Nhưng mà không phải, rồi. Thực chất ra đó kiểu như á là ở bên phía chị Bích Trâm cũng có đã live stream và nói cái kiểu đó. Cái kiểu nó đang ảo tưởng, nó lo cho cậu Năm từng ly từng tí, nó cứ nghĩ đâu nó là y chang vợ cậu vậy đó. Thì đúng rồi. Đúng không, bà con? Ảo tưởng cái sức mạnh đi mình là mình vợ, tại 13 năm mà chăm sóc ăn uống sinh hoạt này kia, cái kiểu như mà muốn luôn được gì đó, nhưng mà cậu không chịu. Trời đất ơi, nghĩ sao mà nhìn nhỏ đó biết nó quê Bến Tre. Nó tô đang hô mà nào vừa mà chưa hết cả thế giới luôn. Ủa? Bởi vì mới ôm cả nguyên cái đống gì đó không của mình mà gom về luôn á, phải không? Và cộng thêm một cái chuyện vậy nè, rồi quý bà con mình có bao giờ mà nghĩ tại sao mà trợ lý Kim Si Ho không dám đụng và không dám quay xe với mẹ con dê không? Thì bị mẹ con dê nắm một cái thớp gì đó. Thứ nhất là vì tiền nữa, mua bằng đồng tiền đúng, đúng. Không? Thứ hai, sao? Tôi nghi là dám tợ ní Kim Si Ho này. Ví dụ mình tưởng tượng đi. Mình hình dung ra một cái em nói vậy nha. Rồi. Nhưng mà cái mình đang nói ví dụ nha quý bà con. Nhưng cái khả năng nó có thể xảy ra. Ví dụ đi. Rồi. Cậu Năm đang ngủ đi. Trợ lý giả bộ gình gình lại hôn cậu cái chóc. Bắt đầu bà sao ba vừa mở cửa ra. Mày ha mày ha. Mày tính làm gì cậu tao? Ô, anh Năm tao. Mày lén phén đúng không? À. Mày nói mày. Rồi bắt đầu mới kêu bằng điều khiển nắm được cái cán của trợ lý, đúng chưa? Bắt đầu mới điều khiển, Lý ơi mày sao các sắc sao, mật khẩu sao con, mày không lúc làm đầu hình như lúc đầu là không có thân nhau nha. Chưa nói tới đây cái bắt đầu cái phun bò nhận vô. Ủa mày nói vậy rồi, ví dụ vậy rồi cậu Năm ông đang tỉnh rồi, ông biết rồi sao? Thì nhiều khi ông sỉnh rồi sao? Ví dụ mình đang ra cái ví dụ đúng quý bà con đó, bà tính nói gì? Tôi nói là ý là kiểu mà lúc đầu hình như là sáu cái khô này là không có thân với nhau. Đúng vậy. Nghịch nha, tự nhiên cái bắt đầu bùng nổ cái drama thì họ thân với nhau. Họ đó. Thân với nhau vì gì? Vì tiền. Chính hoặc xác. Là vì những cái bí mật. Đúng. Sao? Đó, nên bác sĩ. Không thể nào mà nói chung là ăn khớp với nhau. Không thể nào mà phản đòn được, hiểu chứ không? Chứ sao? Chứ bây giờ mà dù mà lỡ mà ví dụ phát hiện vậy đi. Đó. Rồi trợ lý Kim Si Ho mà kêu bằng mặt mũi nào nhìn với bà con cô bác họ hả? Tự nhiên cái Kim Si Ho này đang tự nhiên hỏi ngày im ắng. Cái tự nhiên cái đang lâu vào cuộc. Ý mưu đồ biết sao không? Sao? Cho Kim Si Ho này làm như là kiểu như là cái gì mà bia đỡ đạn á nha, hiểu không? Ý kiểu như là bia đỡ đạn để mà thể mà tránh né được cái việc sao á. Chứ sao? Rồi cái chuyện mà đổ đầu vô Kim Si Ho. Nó đó bác sĩ, mà trợ lý Kim Si Ho quý vị con mình thấy không? Không dám mà kêu bằng phản ứng lại. Trời ơi là kêu bằng chịu trận luôn. Không lẽ mà khỏi nói mà phản ứng được không? Không dám đâu. Từ khi là bí mật gì đó bà sao đang nắm giữ dữ dội lắm. Và bây giờ nè, như em đã hứa với quý bà con hồi nãy đó. Em đã nghiên cứu kỹ lắm. Quý bà con mình còn nhớ không? Sao cái lúc mà ông Sạc Binh á, ông còn ở Việt Nam, ông ở nhà trợ lý đó. Trời ơi em coi, mà tại vì á, nhiều khi chúng ta không coi hết, mà thời gian đâu coi hết. Ông nội nó ngồi nó live stream một tiếng mấy, gần 2 tiếng đồng hồ, ông Sạc á. Rồi lấy cái đách gì mà mình coi cho nổi. Rồi. Mà em đã phát hiện ra một cái đoạn live stream của ông Sạc cũng gần 3 tiếng đồng hồ. Sao? Em coi cái một chi tiết bà nhớ hôm bữa là ông Sạc nè. Ngồi quay tại bàn thờ cậu Năm Vũ Linh ban đêm. Rồi. Ngồi nhậu với tợ ní không? Rồi với có thằng Long bánh canh thịt thịt đó. Sao? Bà sao? Biết tôi nghe ông Sạc ông nói cái câu này mà không biết phải chính miệng ông nói không? Cái bắt đầu vậy nè. Ông nói cái gì? Nhớ anh Năm không? Cái bắt đầu quay qua trợ lý khóc. Và tôi nói bà khóc quá trời luôn. Vừa ca mà vừa khóc, có nghĩa là cái câu nói đó mình có cảm giác y chang mà nó mang cái tính chất tình yêu hình hơn. Như là Kim Si Ho này lâu lâu vẫn đi lại những cái chỗ mà kỷ niệm mà hay đi chung với cậu. Đó. Thì đã nói là
yêu mà hình như là yêu thầm cậu đó chứ gì, mình mới có thể hy sinh cái kiểu mà thanh xuân nó bác sĩ nó để mà chăm sóc cậu, lo lắng cho cậu để mà có thể mà cậu có thương cái kiểu như mà thần tượng quá rồi xin cậu để làm trợ lý trợ giúp viết để mà ví dụ cậu có thương cho một xíu gọi là danh phận giống như cái phim Hàn Quốc hồi xưa, hiểu không, cho một cái danh phận sau này nhìn thương quá hay tôi có thể để lại tài sản đó cho Kim Si Ho. Đúng. À hiểu chưa? Mà bây giờ mình nói tới nói Lucy cho cùng á thì cũng đúng, không sao, dù trợ lý dù có yêu cậu năm đi chăng nữa cũng bình thường. Nhưng mà cái vấn đề đây tại sao á mà quay qua theo hướng bà Sáu mà đi xúc phạm tới con gái của cậu luôn. Cái điều đó không có được. Bởi vì vậy mình mới công kích bà. Thì ý là bà này kiểu như tình cảm của bà dành cho cậu là sự thật, hiểu không? Nhưng mà cậu không đáp lại, bà quay ngược lại hận. Đồng hận. Đúng vậy. Hiểu không? Cái hận kiểu... ở đây có nghĩa là hận luôn gái. Đúng rồi. Bằng nếu mà không có bé gái này á, không có chị Hồng Loan, có thể là tài sản cậu đã dành cho tôi tình cảm đó rồi. Cái đúng kiểu không? Mà như vậy thôi quý bà con. Chứ mà vậy mình đó. Trên mặt giấy tờ nó cũng khác xa nữa. Cái chuyện pháp lý nó cũng khác nữa. Nhưng mà bây giờ quý bà con, cô bác mình thử nghĩ đi. Sao? Có nhiều người ta cho rằng á, mày nói cũng không đúng. Tại vì trợ lý thương kêu bằng cậu. Em nói không phải đâu. Con trợ lý này nó khoái cậu năm. Thì đã đâu khoái. Nhưng mà tên mặt đã cậu không chấp nhận. Đúng vậy. Cậu không chấp nhận cái bà này. Thì bà yêu kiểu như đơn phương, cậu cũng như thần tượng. Đúng rồi. Cậu rồi xin kiểu như là cậu tin tưởng xin về làm trợ lý. Đúng. Hoặc là giúp việc lăn quanh 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 kiểu chứ không. Chứ em hỏi quý bà con mình vậy. Trời đất ơi, có ai mà ba mẹ mình còn sống sờ sờ. Đúng. Tự nhiên cái đem bàn thờ cậu năm vậy thờ làm sao? Ủa, đúng là không? Cái gì lý do no, gì? No. Nếu mà mình thờ thì bây giờ chị Hồng Loan thờ đó, mình muốn thương quá thì mình về mình đốt cây nhang cũng được. Tại sao lại thờ cái kiểu như vậy? Trong khi ba mẹ mình vẫn còn đúng sống. Đúng vậy. Mà. Với cái cách và cái hành động của chị trợ lý Kim Si Ho á, đừng nói em là thờ tại nó thương cậu hay là với cái tình cảm cậu cháu, không có. Không. Em nhìn đây giống tình yêu hơn là tình cảm cậu cháu. Thì đó. Đúng không quý bà con? Có lâu mà lâu cái nó đi tới những chỗ kỷ niệm như bà nói. Đó. Ủa làm sao? Trời ơi, ví dụ giờ tôi có cậu đi, ví dụ tôi cũng có cậu, tôi cũng thương ông qua lại, nhưng mà thương chứ cũng đâu có mà kiểu giống bây như bây giờ ví dụ mà thương cậu thì mình cái chuyện đó là chuyện cá nhân của bé của Kim Si Ho. Nhưng mà tại sao lại quay qua bà Sáu ủng hộ bà Sáu trong khi biết bà Sáu là người sai? Đúng vậy. Chị Hồng Loan là con nuôi, bây giờ mình nói cho con nuôi nhưng mà đã học á, tại những hình ảnh từ nhỏ từ thở bé không lẽ là Kim Si Ho không biết hay đúng là rồi. Không lẽ cậu không tâm sự con bé này là con này kia, đúng không? Bởi vì em nói mà thật tại luôn. Sao lại quay qua ủng hộ bà Sáu vì đúng một rồi. Cái lý do gì? Đúng rồi. Thì đó là cái lý do là tại thứ nhất là ham tiền. Bởi vậy. Đúng không? Bà trợ lý này em nói thật với con không biết cũng nhiều là mê cậu năm chứ lắm, yêu luôn chứ đừng nói mà thì chỉ thương. Mê, đúng mê, rồi. Mê mà tại sao lại không thương con gái của cậu? Đó bởi vậy. Mê mà mê ích kỷ, hiểu không? Đúng vậy. Muốn chiếm hữu cho mình và chiếm hữu luôn cái tài sản của cậu mình luôn. Đúng rồi. Rồi bây giờ em sẽ cho, em cũng rất muốn nghe cái ý kiến của quý bà con mình về cái chị mà trợ lý Kim Si Ho này. Quý bà con mình nghĩ như thế nào? Quý bà con mình kiểu như mà trợ lý này là yêu hay là kiểu như tình cảm cậu cháu? Quý bà con mình cho vợ chồng em biết nha. Bây giờ em sẽ cho tất cả quý bà con mình nghe thêm một cái thông tin nữa. Cũng khá là hay đó quý bà con. Đây, alo. Mẹ con ve tỏ vẻ là mẹ thiên hạ, hết chuyện gửi đơn cho BH kêu gỡ hết hình ảnh của cô nghệ sĩ và nói BH dừng hợp tác với HL, chính là chị Hồng Loan. Dừng hợp tác với Hồng Loan. Mẹ con bà lì số IQ thua con Lucky, bó tay chấm cơm. Có nghĩa là bây giờ đã nghe cộng đồng người ta nói là mẹ con của con ve gửi một cái lá đơn hay là lá thư gì đó đến bên phía công ty truyền thông BH Media là yêu cầu gửi gỡ hết những cái hình ảnh trong cái MV Con Nhớ Ba của chị Hồng Loan và kêu muốn buộc BH là dừng hợp tác với bên phía Hồng Loan. Ủa, lấy cái quyền gì? Em nghĩ như thế nào? Lấy cái quyền gì? Hỏi quyền, là cái quyền gì mà... Quyền dục thịt bác. Ủa, dục thịt, còn chị Hồng Loan là cái quyền... Chị Hồng Loan là cái gì? Em nói thật với quý bà con. Và em còn nghe thông tin này chấn động nữa. Sao? Nghe bên phía bún bò, bây giờ nó xúi bà Sáu kêu. Hỏi giờ đi kiện luôn nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh đi. Viết cái bài nhạc gì trời đất ơi, không hay gì hết. Ủa? Hình như lần nào mà chị Hồng Loan ra cái MV gì là họ đều kiện. Như bó là tài. Họ đợt anh Nguyên Vũ nè, đúng không? Rồi cái Quách Tuấn Du nè. Anh Quách Tuấn Du đều kiện điều này điều kia. Trời ơi, họ lấy cái quyền gì á, ruột thịt là sao? Em nói thật với quý bà con, em nghe em cũng khẹt, em nản với em sốc gì đâu. Trời ơi, cái gì mà kỳ vậy trời. Giờ viết mà bà làm vậy rồi mai mốt rồi nhạc sĩ sao ta dám viết trời.
đâu phải viết bài nhạc đó ra là tự nhiên nó mang cái đâu có nói gia đình mà đâu. Đúng rồi. Đúng không? Cái bài đó đơn giản, con nhớ ba, chị Hồng Loan nhớ ba, nhiều rồi con ba ruột hai ba nuôi chị Hồng Loan được quyền mà. Được quyền hát, còn họ có lấy cái quyền gì á? Tôi nghe tôi mắc cười. Cũng biết là họ cái quyền gì luôn á. Tôi nghe mắc cười gì? Mẹ mà mẹ. Ngài nói. Anh nói. Trời ơi, mẹ con ve đó. Cái kiểu mẹ vợ đội gửi đơn bên gì? À, bên phía công ty BH. Yêu cầu bên BH giờ gỡ hết hình ảnh của cậu rồi gỡ ngưng hợp tác. Trời ơi, tôi không biết bà lấy cái giống đất gì bà làm mà. Thì bởi đây tôi nói lấy cái quyền công dân hả? Quyền gì? Quyền công quyền dân cắp là quyền làm người. Cái kiểu không biết sao không? Sao? Cay dữ lắm rồi. Cay cứu á biết không? Cay mà làm được gì nhau? Ừ đúng rồi, cay làm gì nhau. Cay thì uống nước kêu đi. Ừ. Và còn mắc cười nó đòi kiện anh ca sĩ Nguyễn Minh Anh viết những cái bài nhạc mà kêu bằng không có đúng với sự thật thì cái các kiểu tờ. Ủa đâu có làm gì đâu mà nói không đúng sự thật. Chỉ là con nhớ ba thôi mà không lẽ không được. Bây giờ dù là không có công dưỡng công sinh đi, mình không có công sinh thì cũng công dưỡng dục đúng không? Vậy. Thì mình có quyền mình hát. Thì họ, ồ nếu mà họ có tiền vậy họ muốn hát đi. Cháu nhớ cậu, em nhớ anh. Ủa? Hay là bất cứ có cái chuyện này nữa. Sao? Có một cái clip hình như là mới đây hay vợ chồng của Bùm Bùm đó cũng là cháu đúng không? Lên thăm mộ cậu một Thanh Thiên Bạch Nhật. Đúng không? Cái hiểu không? Thanh Thiên Bạch Nhật mình đi là đàng hoàng, còn ve thương cậu quá mà ve đi khuya lắc khuya lơ. Hiểu rồi. Không biết lý do gì ai làm gì nhau đâu đúng không? Không nói ra cái bắt đầu nó sợ bên phía mấy anh YouTube ở trên mộ quay. Trời ơi, mình cây ngay làm sao mình sợ chết đứt. Mình không sợ gì mắc gì, mình không dám đi ban ngày. Đúng. Ý bà nói là đi ban đêm đúng không? Đúng rồi, đi ban rồi đêm. Bùm Bùm, vợ chồng Bùm Bùm là lên ban ngày đúng, thoải mái. Cũng là cháu đó. Ý là mình nói chị Ve cũng là cháu, Bùm Bùm cũng là cháu. Mà bây giờ đúng hay sai gì mà không biết. Nhưng mà Bùm Bùm đi một cách hang ngang nhiên. Đi giữa Thanh Thiên Bạch Nhật trời nắng. Còn chị Ve thương quá. Đi lên giấc tối giấc khuya lắc khuya lơ mà hình như là lâu dữ lắm. Như là lâu mới lên một lần á nha. Mà biết lâu lâu lên làm gì không? Gì? Lên xin số đề. Trời đất ơi chứ đâu ra mà đi ban đêm bà. Còn có mắc cười đó. Gì? Hình như là chị Hồng Loan lên cái gì ta? Lên top 10 rồi. Top 10 là con số 10. Thì bây giờ kêu bà Sáu đánh con số 10 đi. Số 10 đi. Đừng đánh là 10 rộng hay là 10 gì đó. Đừng có 10 là không được rồi. Cái kiểu có một chú nhà báo đó là chú Quang Minh đó quý bà con. Cái chú đó rất là hay thương. Chú viết những cái bài viết phải nói là rất là hay. Hay đúng. Chú kêu là giờ lên top 10. Thì bà Sáu giờ nên số đề. Bao lô đi hay là siêu chủ đi Hà Nội hay miền Nam miền Bắc gì đó. Quất con số 10 là thế nào chiều này cũng vô mánh. Vậy đúng không quý bà con? Rồi bây giờ em sẽ cho tất cả quý bà con mình nghe cái thông tin cuối cùng cũng rất là hay. Đó là bài viết của anh Linh Tý. Đây anh Linh Tý có viết một bài viết như thế này. Thằng lùng thám tử nó nói MV này 100% nhiếp. Vậy thì hỏi con ve mà nó hát cái bài mà gì đi vào lòng đất với MV của nó đó. Coi nó có hát nhiếp hay không. Đúng là trình độ âm nhạc quá nhục. Có nghĩa là như vậy. Khi mà cái MV của chị Loan nó quá trời hoành tráng con bà Lệ, view nó cao quá. Bắt đầu anh thám tử, anh lên anh nói biết sao không? Trời ơi nó chưa nó hát nhép thế chứ, nó hát nhép nữa. Trời ơi nó làm MV đâu hát nhép không nổi ơi. Trời đất ơi. Bà em nói thật với bộ với bà con nè. Rồi quay ngược lại cái MV của chị Gia là chị Gia hát sao? Em nói thật em không biết cái thằng thì bởi vì đó là cái trình độ không có. Mà trình độ không có thì cái kiểu như hay ông nội còn zin đó mà còn nói được, nó hiểu không? Để em nấu cho quý bà con mình nghe sơ sơ một chút mà cái cách làm MV nha. Em nói thật ít nhiều gì, em ngày xưa em làm nhạc chế đó, em cũng biết một phần về âm nhạc. Có nghĩa là như vậy, khi mà người ta quay một cái MV đó, trước tiên quý bà con biết làm gì không? Người ta phải đi thu âm. Thu âm xong, chữa đâu, bây giờ ban đầu là mình phải hòa âm khối khí, mình làm ra một cái beat nhạc. Xong á, bắt đầu mới là đi thu âm. Thu âm là thu trực tiếp cái giọng của chị Loan. Đó, thu xong ra một cái beat và cái bài nhạc MP3. Rồi. Rồi sau đó người ta mới đi ghi hình. Ghi hình là bắt đầu người ta quay MV. Thì trong những cái cảnh mà chuyển qua chuyển lại, ví dụ như một cái MV nó có một, ví dụ có một tổng cộng là 10 cảnh quay, thì cứ mỗi khúc mỗi quay thì người ta cứ như là quay. Bắt đầu vụ vậy nè, 1, 2, 3 action. Bắt đầu nhạc bắt lên, có một người ngồi đó nhắc lời, đúng chưa? Rồi thêm chị Loan chỉ cần chỉ nhép thôi. Chỉ nhép để là ghi hình, để mình lấy cái khẩu miệng của mình á, khẩu hình miệng của mình, để mình về mình chỉnh sửa rồi mình đưa cái file mợi ba vô cho nó khớp với cái tiếng. Mà cái này ông cố nội, ông thám tư nùng á, ông phân tích sao nói chị Loan hát nhép nữa.
trời ơi quý bà con mình coi nó ngu không? Giải trình độ không có thì làm sao, giống như thợ điện, nó thợ điện mà tối ngày đi sợ uống nước không mà sao mà được, hiểu chưa? Ngày xưa mà mỗi khi mà em quay những cái clip mà hát nhạc chế của em á, em thu âm xong rồi đó, vợ em đặt góc máy y chang quý bà con đang coi nè, em đứng em nhảy em nhót, là vợ em bắt nhạc, bấm vô cái điện thoại á, bắn qua Bluetooth qua 1, 2, 3 quay rồi em đứng em nhảy, em chỉ cần nhép qua thôi. Là có nghĩa là em đã thu âm rồi, em xuất ra cái file MP3 rồi. Trời đất ơi, vậy mà qua tới một con nội thám tử cái trời. Đã nói thám tử mà tài. Phán câu thầy ông nội còn xin mà. Thì đã hiểu cái ổng trình độ còn như thế nào rồi. Thì muốn biết có hát nhép hay không mình về mình quay hỏi chủ của mình đi. Chủ mình quay MV như thế nào để mà biết mình lên mà còn trình bày cái đúng sai phân tích này kia. Vậy hỏi chị Ve coi cái làm MV như thế nào. Hoặc là muốn gió có dẫn theo thám tử nùi nè đi làm MV. MV mới đầu chuẩn bị ra là đất ơn, nội. Con nhớ cậu hoặc là anh nhớ em gì đó để mà biết làm nhạc như thế nào. Trời ơi, muốn phán xét cái gì á thì phải tìm hiểu cho kỹ. Đừng lên nói tàu lao quá ông Thái Tư Đồn ơi. Thật sự á, quý bà con mình nghe mà em nghe mà em cảm thấy tội nghiệp cho những người mà đang nghe nó nói nữa. Trời đất ơi, đã cái MV thì lúc nào người ta không nhép. MV có nghĩa là người ta đã thu, trừ khi á, là người ta đi hát chạy show á, người ta hát ở trên những cái sân khấu lớn thì tất nhiên người ta hát live là chuyện bình thường. Trời đất ơi, con này MV thì tất nhiên mình chỉ nhép theo cái khẩu hình miệng mình thôi. Vậy mà nó còn lên nó phân tích, nó khẳng định 100% MV của chị Loan là hát nhép. Trời đất ơi, tôi bó tay. Có thì mình về mình hỏi chủ mình để chủ mình dạy mình lại coi để mai mốt mình phân tích cái bài hát. Ví dụ mình bắt cái lỗi gì thì còn quá may. Ví dụ trang phục hay là này kia hoặc là MV nó sơ sài thì mình còn quá may là còn ok. Còn này hát nhép. Vậy hỏi chủ lại đi anh Thám Tử Lùn ơi. Bởi vậy. Chủ của anh á, anh chủ anh cũng làm MV nhiều lắm á. Đúng rồi. Rồi quý bà con ơi, thì video nó đã khá dài. Thì hai vợ chồng em rất là muốn nghe ý kiến của quý bà con cô bác mình về cái video tối ngày hôm nay. Quý bà con cô bác mình hãy cho hai vợ chồng em biết ý kiến dưới phần bình luận video. Cảm ơn và chân thành biết ơn quý bà con thiệt là nhiều đã dành thời gian ra mà coi hết cái video này. Xin chào, hẹn gặp lại.